Mời bạn Nam. Mời đi bạn. Dạ. Mời bạn nữ. Rồi bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi đó, giới thiệu đi bạn. Dạ, trước tiên thì em xin kính chào cho anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả có mặt tại trường quay. Chào bạn nữ kế bên và chào quý vị khán giả có mặt tại màn ảnh nhỏ. Em tên là Nguyễn Minh Quý, năm nay em 24 tuổi, quê ở Đồng Tháp. Đồng Tháp. Dạ. Làm nghề gì Quý? Bây giờ thì em hiện đang kinh doanh tự do. Doanh bán gì? Dạ, em bán quán ăn, thức ăn nhanh. Thức ăn nhanh. Dạ. Rồi. Mời bạn nữ giới thiệu. Lời nói đầu tiên cho Tiên gửi lời chào tất cả các khán giả có mặt ngày hôm nay, và chào chị Cát Tường, em chào cho anh Quyền Linh ạ. Em xin tự giới thiệu, em họ tên đầy đủ là Trần Đặng Đầu Tiên. Mọi người có thể gọi em là Tiên Trần hoặc là Tiên Tiên thôi, đừng có gọi Đầu Tiên nha. Em sinh ra và lớn lên tại Long An. Hiện tại em đang công tác và làm việc kinh doanh thời trang ở tại Tân Phú. Em năm nay là 25 tuổi. Dạ. Bạn trai bên kia 24 tuổi đúng không? Dạ. Lớn hơn tuổi chịu không em? Em không quan trọng đâu chị. Em có quan trọng vấn đề tuổi tác không? Dạ không ạ. Được, miễn sao là hợp là được. Miễn sao hợp là được. Vậy dạ. Tốt quá. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì Tiên Tiên? Điểm mạnh của em thì là em nấu ăn ok. Rồi về nói chung là lanh lẹ, kinh doanh giỏi, giao tiếp tốt. Về khuyết điểm của em thì em có 3 khuyết điểm lớn nhất. Đó là hơi khó tính. Nói chung là em cảm nhận là em không có thấy có em khó tính, nhưng mà tại sao ai cũng phán em là khó tính hết á. Nhất là thằng em út em ở gia đình á, mà hôm nay là nó biết em đi quay chương trình này nè, cái nó phán một câu thôi: không có ai chịu nổi bà đâu, bà đừng có đi chi tội nghiệp đời con người ta bà ơi. Về khuyết điểm thứ hai của em đó là em về nóng tính chút xíu, có nghĩa là khi mà ai mà nói chuyện nào mà không có hợp, mà dụ như là không có vừa ý á, thì em có thể là em nói thẳng, em nói thẳng và nói chung là em hơi bị nóng. Và một cái khuyết điểm thứ ba đó là em hay quên những cái việc lặt vặt nhỏ nhỏ. Rồi chàng trai sao? Dạ em thì ưu điểm của em là em kinh doanh thức ăn nhanh mà, nên em nấu ăn cũng tương đối là chuẩn. Ưu điểm thì em cũng dễ, rất là dễ hòa đồng, nói chung là thích giao du với bạn bè, mở lòng với mọi người. Còn cái khuyết điểm thì em hơi thẳng tính, em cũng coi là tính em thì cũng hơi nóng giống như bạn nữ, nên cũng gần như giống tính bạn nữ vậy đó. Em mà em cảm thấy nóng nóng sao tôn trọng được thì còn giữ mối quan hệ, còn không thì chơi thẳng luôn. Trời ơi. Nguy hiểm quá. Tình trường sao nè? Dạ em thì trải qua 2 mối tình rồi. Còn mối tình mới đây thì do cũng nhiều điều kiện nên là hai người không đến được với nhau. Gì kỳ vậy? Nhiều điều kiện. Nhiều điều kiện mà không đến được với nhau. Nhiều điều kiện cản trở anh. Cái đó sao gọi là điều kiện? Trời ơi trời. Điều kiện là cái gì tốt mà tao gọi là điều kiện? Như gia đình thì cũng không có gọi là vui vẻ với nhau cho lắm, nên là em cảm thấy dừng lại. Tại em là em rất là nghiêm túc với tất cả các mối quan hệ. Khi mà em muốn tìm đối tượng là em xác định sẽ cưới, tiến tới hôn nhân. Như mối tình xây dựng hạnh phúc. Dạ hơn 1 năm. Rồi bạn gái thì sao? Mình dạ tình về sao? Tình trường của em thì em trải qua 4 mối tình. Nhưng mà sau này là cũng nghỉ yêu lâu lắm rồi. Tại vì cái mối tình đó thì khiến em nhớ nhất và ấn tượng nhất là làm em là mất niềm tin. Thì em bị gọi là bị lừa gạt, là mất một khoản tiền hơi bị lớn. Mà em ngộ lắm, ai mượn tiền em làm ghi sổ kỹ hết. Bất kỳ là người yêu hay là chồng hay là ba mẹ, ai mượn em làm ghi sổ kỹ hết. Là em ghi tới khoảng lúc đó là nó cũng tới hàng 20 mấy. Hai mươi mấy. Dạ 20 mấy, lúc đó là 20 mấy triệu á. Rồi xong rồi sau đó rồi tự nhiên ảnh về quê với vợ. Trời đất ơi. Nói chung là mượn là nguyên nhân là cá độ cá banh. Trời đất. Cá độ cá banh rồi xong sau đó là mất niềm tin luôn. Rồi đầu hoài không trả thôi, em coi như là bài học kinh nghiệm của mình. Thôi bỏ qua đi em. Dạ. Có gì đâu đó. Gì cái người vậy mà em phải mất niềm tin. Còn rất nhiều người đàn ông tốt. Yên tâm anh ở đây sẽ trả cho em 20 mấy triệu. Rồi bây giờ mà em muốn chọn mẫu người bạn trai như thế nào nè? Dạ mẫu người bạn trai của em thì về ngoại hình thì không, nói chung là em không quan trọng lắm, nhìn được là ok. Ví dụ như cao hơn em tí xíu thì khoảng 1m65 trở lên. Rồi bên kia cao nhiêu? Có em 1m69 luôn chị. Rồi được rồi, gì nữa không? Trọng về tính cách, nói chung là nói nhiều nhưng mà nói đúng, nói thông minh chứ không phải là nói nổ hay là nói chuyện trên trời dưới đất. Em ghét cái dạng người vậy lắm. Bạn trai em muốn tìm người bạn gái như thế nào?
Cái mẫu người của em tìm thì ngoại hình cũng ưa nhìn chút xíu, nói chung tương đối là cũng phải cũng cao ráo, cũng vừa tầm với em. Rồi. Với lại tính tình thì cũng thẳng tính. Thẳng quá gì gây lộn không sao anh? Cái chuyện gây lộn là cái chuyện để mình xây dựng cái hạnh phúc hơn thôi. Chứ yeah. không phải cái gây lộn phải gây đúng. Ồ, bình thường anh gây lộn anh nói nữa hay là anh im lặng? Tùy vào cái mình nhận được cái đó là lỗi thuộc về ai thì mình có thể nhường nhịn, tại mình đàn ông, mình bao dung hơn. Cái chuyện mình nhường nhịn phụ nữ là chuyện quá bình thường, tại phụ nữ là để yêu thương mà. Chưa hơi thả thính rồi. Rồi đi qua coi mặt ha. Về coi có mẫu người lý tưởng mình như thế nào không? Dạ. Hạnh phúc của em phụ thuộc vào chị. Hả? Okay. Mà em có kỵ cái gì á người đàn ông không? Đừng mập quá. Đừng mập quá. Dạ đừng bụng bự. Đừng bụng bự. Không, ở đây chơi thể thao nhưng mà bụng vẫn hơi to, sao không biết làm sao đây. Mà em ôm được là được rồi hả? Đừng bự quá, ôm rồi, hết. Rồi để tôi coi. Đây cũng được. Gồng chứ. Không có gồng vậy, không bình thường mà. Đứng lên coi cao không? Thôi cũng được, làm gì quất bộ đồ đen thù lù vậy ha. Thôi được rồi. Công việc làm ổn định hả em? Dạ, tại vì em đang kinh doanh tự do thì ngày nào em cũng bán hết, là chưa tương đối ổn định. Hồi xưa em học cái gì? Dạ, em học là quản lý đất đai. À. Bây giờ về quản lý quán nhậu. Có nhậu dữ không? Nói chung là em cũng thích bạn nữ, em biết nhậu một tí. Để nhiều khi buồn buồn hai đứa lôi ra nhậu cũng được. Trời ơi, có nhậu không cưng? Dạ, em không biết nhậu ít. Nhậu nhiều thì được. Được. Xã giao thôi, không cần nhậu nhiều. Yên tâm đi anh nhậu thì em không nhậu, em chở anh về. Đó giờ em chở người ta còn đi với bạn bè là bạn bè nhậu xỉn là em chở người ta về không anh? Rồi. Thôi vậy tốt. Bây giờ mình có đặt ra ba mẹ ở nhà có tiêu chí gì không? Dạ, tại vì mẹ em á thì cũng là một tiếp người phụ nữ cũng tương đối là hiện đại. Nên là mẹ em chỉ cần là hoạt bát, lanh lợi, biết gọi là nói giao tiếp lại với người trong họ hàng rồi này nọ. Chứ không thích người nào mà rụt rè quá, tại bạn gái em trước thì cũng hơi rụt rè. Rồi bây giờ nếu hai bạn lấy nhau thì mình sẽ sinh sống ở đâu? Cái ý của em á thì khi mà em có một số tiền em sẽ về quê em mua đất, em xây nhà nhỏ em ở. Còn bây giờ thì em vẫn kinh doanh lập nghiệp ở Sài Gòn. Ảm dự định á là đi về quê, bây giờ mình lập nghiệp ở đây. Mình lập nghiệp ở đây một thời gian, khi nào ổn định cuộc sống rồi đó mình về quê dưỡng già, được không? Dạ thì cái đó về quê em cũng có ý nghĩ đó. Nói chung là về quê cũng phải lên độ tuổi lớn lớn mới về chứ mới đây về sớm nha. Dạ, anh chờ anh mình lên. Làm dễ sợ. Làm lắm. Nhưng mà hai người này anh thấy đầu tiên là hợp với nhau đó. Nói chuyện là cũng ok lắm á. Dạ. Nhưng vấn đề chỗ là nếu mà hai người nói hết về dạ, ai. Dạ em sợ không có ai nghe đây nè. Có ai nhường nhịn ai không? Em có nhường chồng không? Dạ không, em thương là em nhường dữ lắm. Nói chung là em sẽ lắng nghe. Còn dụ như mà nói mà không lọt tai rồi thôi là kêu em im, không bao giờ em im đâu. Rồi thôi thấy được, anh thấy hai người cũng có điểm chung chung rồi đó. Bây giờ quan trọng là gặp mặt nhau thôi. Hôm nay em có đi với người thân không nè? Dạ có ạ. Dạ em đi với lại bạn em. Em chào quý vị khán giả. Em chào chị Cát Tường xinh đẹp. Và chào em. Chú Hiền Linh. À, dạ. Thì nói về bạn của em á, chia sẻ một chút. Thì bọn em chơi với nhau cũng hơn cả chục năm rồi. Thì hôm nay là em thấy Tiên cũng khá là kiềm chế á. Nhìn hiền thục nết na thùy mị vậy thôi. Nhưng mà bên ngoài thì thật sự cũng không phải là giống như người ta lắm. Kiểu cũng rất là lầy. Với lại, rồi. Nhiều khi cũng sạm đế lắm á. Nhưng mà anh yên tâm đây là rất là dễ thương. Cái mà Tiên sợ nhất trong cái người đàn ông á, em theo em được biết á, chính là Tiên sợ cái người đàn ông lấy mất đi cái tự do của mình, lấy mất đi cái đam mê của mình đối với thời trang. Thì em thấy anh là người làm về cũng là kinh doanh, cho nên em nghĩ là hai người hợp với nhau về khoảng đó, có thể tôn trọng nhau những cái về cái ngành nghề của mình. Thì em hy vọng là hai người sẽ cho nhau một cơ hội để mà tụi em bạn bè đây ở đây còn có cơ hội ăn đám cưới Tiên. Thì Tiên gọi đi ăn đám cưới người ta không ạ? Cảm ơn chương trình. Được. Anh đi với ai? Dạ hôm nay em tới đây với mẹ em và chị của em. Dạ chào cô. Mình là bà mẹ của Minh Quý. Con trai mình thì cũng tự tin là giống gia đình mình là không có cờ bạc là như thế nào. Thì mình thấy con bé này cũng dễ thương, nhưng mà nó có nhiều cái tính giống mẹ bà chị lắm. Dạ. Nhưng là thẳng thắn, vui vẻ. Và cái gì mà phải tôn trọng người lớn. Cô chọn thì cô rất đồng ý là mẫu người như vậy. Cô hài lòng. Hai đứa nên tìm hiểu. Cũng hồi đó cô cũng có yêu. Dạ. Nhưng mối tình đầu của cô giờ cô ngủ cô nằm mơ cô thấy nữa. Vậy hả cô? Trời. Cô thì không có kén lựa gì, nhưng mà quyết định là do cô. Nhưng mà hôm nay cô quyết định chắc con trai cô cũng không từ chối được đâu. Dạ. Trời ơi, hay quá.
Chào bác đi em. Dạ chào bác. Quyết định là xong rồi ha. Rồi kéo màn lên đi. Rồi mời hai bạn. Bạn ở nhà thì có chuẩn bị hoa khác rồi, nhưng mà đi dọc đường quên rồi, mua cái bó hoa khác tặng cho. Dạ cảm ơn. Lần đầu tiên gặp mặt đó, cảm nhận về nhau thế nào đi? Nhỏ nhỏ hơn nhưng mà kêu anh đi nha. Dạ. Tại vì hồi nãy nghe bạn nói là cũng không thích người mập hay là bụng bự lắm, mà dáng gì có được hay không? Về em bắt đi tập gym anh. Không, bắt đi tập gym mỗi sáng dậy sớm thì đi tập với em. Tốt okay, mà. Cái đó thì ok, cũng đang muốn đi tập gym mà tìm người đi chung mà đi không có. Dạ. Tại đi mình thì cũng hơi ngại. Em mỗi buổi sáng em đều tập hết. Cảm nhận như anh lần đầu tiên gặp em thì sao? Thì nói chung là cũng giống như là trong suy nghĩ nãy giờ, là một người phụ nữ cũng cao ráo, ok, nói chuyện thì cũng hoạt bát, có cá tính. Dạ. Đó là cái tiếp người mình đang tìm. Dạ. Thôi giờ mình vô cái vụ tình yêu đi, hẹn hò đi. Khi hẹn hò thì nói chung là tại mình là một người hơi thẳng tính, tại thích người cá tính. Dạ. Thì không phải là thuộc cái tiếp hay lãng mạn hay là ngôn tình gì đó. Ờ, không thích lãng mạn đâu, sánh xuống em ghét lắm. Ờ, đúng rồi, chỉ hẹn cái gì nói thẳng nhau, phải yêu nhau nói thẳng nhau. Hẹn hò hay là không có chuyện mà đi hẹn hò nắm tay đi dạo công viên thì cái đó ngôn tình quá. Trời ơi, sủ nhi anh, cái đó mới sủ nhi làm với em. Quá rồi. Dạ. Đúng rồi. Thẳng vấn đề, cái nào quan trọng thôi. Tự nhiên hai bạn này chia sẻ nhau cái tự nhiên em thấy em sủ nhi vậy sợ. Cũng hết thời gian rồi, chúng ta cần nói một câu nào đó thật tình cảm, lãng mạn, hay là có thể hát một bài hát nào đó. Thôi giờ em hát một đoạn đi. Đúng rồi. Rồi hát đi em, tỏ tình nha. Sẽ luôn là người yêu em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn thật gần bên em, cùng em đi đến chân trời, lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Rồi, cảm ơn hai bạn. Tay vào nút bấm đi em. Bây giờ chúng ta hãy lắng động lại và suy nghĩ thật kỹ để đưa ra quyết định của mình. Bấm nút là đồng ý hẹn hò và đi đến hôn nhân. 1 2 3. Hết thời gian. Bây giờ rất hợp với nhau về tất cả mọi thứ, ngay cả người nhà mẹ của em cũng rất là hợp, rất là vui vẻ đó. Chúng tôi sẽ giúp bạn có những không gian lãng mạn hơn ở cụm rạp Cinebox 212 chiến thắng. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới đặc biệt trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh. Áp dụng cho tất cả các hệ thống áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Quà tặng của bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên đồng phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% khi mua sản phẩm nệm đồng phú. Dạ, vậy em cầm em để em tết à, để cầm cho nó hùng đi. Rồi hai bạn hạnh phúc nha, chúc mừng hai bạn. Lành quá.